Chào mừng các bạn đến chuỗi bài tập của ngày tiếp theo chữa bệnh xà tử cung của nữ giới nhé. Sau đây mời các bạn tập luôn cùng Kim Toàn nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu từ phần khởi động luôn nhé. Và phần khởi động ở trong phần này Kim Toàn sẽ cố gắng làm sao là hạn chế tối đa để chúng ta có thể vào bài tập luôn. Nào, hai chân bước rộng hơn vai của mình một chút xíu, đan tay 10 ngón tay, rút dài cột sống của mình lên, nâng cao vai lên, đúng rồi, rút cao vai lên, bình tĩnh nhá, rút dài cột sống lên, nâng cao lên. Bài hôm nay này lại hơi nhẹ nhàng hơn một chút để tránh trường hợp ngày nào chúng ta cũng tập dẫn tới tổn thương cơ nhé. Nâng cao vai lên, đối với chuyên đề này đấy thì như các buổi trước Kim Toàn chia sẻ rồi, hầu hết các vấn đề đều liên quan đến chúng ta không điều khiển được hệ thống cơ xương ở phía ngoài. Thành ra chúng ta cũng không có cái cơ hội tác động sâu vào đầu cơ. Đầu cơ hay còn gọi là gân ấy. Mà khi các bạn không tác động được vào đầu cơ thì cái quá trình các bạn vận động đấy, có nghĩa là trong lúc chúng ta vận động, lao động hàng ngày đấy, chúng ta rất là nhanh mệt. Và những người càng ra nhiều mồ hôi đấy thì có nghĩa là chúng ta càng vận động bằng cơ bắp nhiều. Nào, hai tay túm hai cùi chỏ, nghiêng người sang bên trái nhá. Còn những người mà họ sử dụng được đầu cơ, cái đầu cơ có nghĩa là gân đấy, thì cái sức khỏe của họ sẽ tăng hơn bình thường khoảng 3 đến 6 lần nhá. Trong khi đó lại tác động được rất nhiều và rất mạnh vào cơ quan nội tạng ở phía trong. Mà cơ quan nội tạng được tác động thì toàn bộ các chất độc hại sẽ được đẩy ra khỏi người của chúng ta. Bằng chứng cụ thể là rất nhiều người mà không tập nhá, thì các bạn khi đi tè đấy, ví dụ như các bạn từ 3 đến 4 giờ các bạn chẳng tập gì cả, các bạn cứ uống cốc nước vào cho các bạn đi tè mình xem, thì thấy cái nước tiểu của mình nó rất là bình thường, thậm chí cũng chẳng có mùi hôi gì cả. Nhưng khi mà mình uống nước xong sau đó mình tập căng với Kim Toàn khoảng 1 tiếng thì các bạn cảm thấy rằng là khi mình đi tè có cảm giác như tè cả ra mỡ đấy, nó nhầy nhầy, mình sờ cái nước tiểu của mình mà xem xoa xoa đầu ngón tay đấy, hôi hơn, nồng hơn và cảm giác như nó mất vệ sinh hơn. Thì có nghĩa là cái quá trình chúng ta tập được tác động rất là sâu vào cơ quan nội tạng ở phía trong và toàn bộ các cái chất độc hại nó sẽ được đẩy ra phía ngoài thông qua cái đường nội tiết nhá và ngoại tiết. Chúng ta rất dễ kiểm tra là thông qua ngoại tiết, qua mồ hôi này, qua nước tiểu này. Nào, xếp đều lên, đổi bên, nghiêng, đối với rất nhiều người đấy thì mọi người quan tâm tới cái việc là tập được cái tư thế là chính, còn rất ít người là tìm trên Google này hoặc tìm trên mạng xã hội này hoặc trực tiếp vào kênh của Kim Toàn tìm ra đúng cái nhu cầu của mình. Có nghĩa là các bạn có vấn đề cụ thể rồi đấy thì các bạn mới tìm đến. Giả thiết như chúng ta có cái vấn đề thì nó rất là căng thẳng trong cuộc sống mà chúng ta chẳng có thể hỏi ai cả. Thực sự là không thể hỏi ai đâu. Ngay cả bản thân Kim Toàn nhiều khi cũng như vậy. Có nghĩa là xung quanh chúng ta có những người, người ta còn kiến thức còn hạn chế hơn cả chúng ta, hoặc là do các cái mối quan hệ nó chưa đủ sâu. Thành ra chúng ta rất khó có thể hỏi. Mà cái người có quan hệ sâu ấy thì họ cũng không có cái kiến thức ở cái lĩnh vực, ở cái mảng đó để có thể giúp đỡ chúng ta, đúng không? Giả thiết như bây giờ các bạn cần nâng cấp cái sức khỏe sinh sản sinh lý của các bạn lên, đối với nam giới hoặc nữ giới, đúng không? Thì bây giờ các bạn thử nghĩ xem xung quanh cái môi trường sống của mình đấy, những cái mối quen biết của mình đấy, liệu có ai đó mà mình có thể thẳng thắn thoải mái trình bày hoặc là giải bày ra cái mong muốn của mình để giúp họ giúp mình tốt hơn không? Nên hầu như là không có nhá, trừ khi bạn chúng ta là đúng bác sĩ chuyên ngành. Bước rộng hai chân, đan tay đè xuống. Mà cho dù bạn thì chúng ta có vấn đề như vậy thật đấy, thì nhiều khi mình cũng do cái tâm lý nữa, cũng như do cái mối quan hệ nó chưa đủ chín, thành ra chúng ta cũng rất là khó có thể là trải nghiệm cũng như là chia sẻ. Chính vì vậy mà chúng ta hay lên mạng xã hội tra tìm kiếm, đúng không? Ví dụ như là các bạn có vấn đề là xà tử cung thì các bạn nên mạng các bạn tìm kiếm là uống thuốc gì để khỏi bệnh xà tử cung, hoặc ăn cái gì để khỏi cái vấn đề đó, hoặc tập cái bài tập gì để khỏi vấn đề đó, hoặc là tập cái động tác gì để đỡ và khỏi cái vấn đề đó, đúng không? Hoặc là các bạn đi tìm kiếm những cái chuyên gia ở trên mạng xã hội, có thể là cái chuyên gia đó ở cái bệnh viện nào đó hoặc là phòng khám nào đó, xong sau đó các bạn xin cái Zalo, các bạn nhắn tin qua Zalo, chứ trường hợp mà gọi điện trực tiếp cũng không nhiều đâu nhá, có nghĩa là rất ít và rất hiếm. Bản thân Kim Toàn làm việc rất là nhiều năm trong cái lĩnh vực này, hầu hết mọi người đều ra đơn ở cái tình trạng là nhắn tin qua Zalo hoặc nhắn tin trực tiếp trên page. Có nghĩa là mọi người rất ngại nói chuyện với nhau, thậm chí kể cả qua điện thoại. Thì các bạn hình dung là
đến đến cái trường hợp như vậy thì có nghĩa là chúng ta coi cái vấn đề của chúng ta nó gần như là bí mật đấy. Chúng ta lo lắng cái việc là mình chia sẻ với họ, họ không những không giúp được gì mình mà nỡ đâu họ để lộ cái thông tin, đúng không? Về cái vấn đề tình hình của mình chia sẻ với nhiều người khác biết hơn thì thành ra là lợi bất cập hại. Và thực tế là như vậy nhá, hầu hết những người mua hàng của Kim Toàn thì có đến trên 90% là người lạ. Lạ đến mức độ mà lạ hoắc luôn. Thậm chí Kim Toàn còn chẳng biết họ là ai từ đầu tới, không biết tên là gì luôn, đúng không? Thì hầu hết các vấn đề liên quan đến sức khỏe đều là như vậy. Thậm chí là cả sắc đẹp cũng vậy. Mọi người rất ít được sử dụng cái dịch vụ của mình, tránh cái trường hợp là mình trở thành feedback khách hàng đấy. Có nghĩa là cái câu chuyện của mình lại trở thành cái câu chuyện để họ chia sẻ, họ lấy ra làm cái ví dụ cho nhiều người khác. Rằng là thì là cái cô đấy đấy, bạn tôi đấy, bạn thân tôi đấy, cô có cái vấn đề vì như vậy, như vậy, như vậy, mà nhờ có tôi thì cô mới giải thoát được vấn đề đó, xử lý được vấn đề đó, và bây giờ rất là tốt, rất tuyệt vời, thế này thế nọ thế kia, đúng không? Có nghĩa là cái câu chuyện của mình lại trở thành một cái câu chuyện của người khác, để giúp người khác phát triển hơn. Rồi, bình tĩnh, đặt tay vào hông lưng, siết dậy, hai tay túm cổ chân trái này, gập sâu người xuống. Chắc nhá, đừng để lật cái lòng bàn chân trái của mình ra phía ngoài, các bạn úp chặt lòng bàn chân trái xuống, càng căng càng chắc càng tốt. Và khi chúng ta hướng tới những cái vấn đề gì đó, ngay cả bản thân Kim Toàn làm chuyên môn nhé, ví dụ như chuyên đề xoạc này, đúng không? Tập xoạc ngang xoạc dọc mà rất nhiều huấn luyện viên ở Hải Phòng không học Kim Toàn. Lý do tại sao? Họ sợ rằng là ôi mình cũng là thầy là cô, đi học thầy cô nữa rồi thì trước tiên là phải trọng thầy, là phải gọi là người ta là thầy là cô đó. Tiếp theo đó mà mình lấy cái kiến thức về đó mình dạy đấy, thì sau này nỡ cái người thầy đó người ta lại khoe là ôi rồi trước đây cái ông này ông ấy dạy tôi đấy thế này thế nọ kia, cái bạn đấy bạn tôi dạy bạn đấy đấy thế này thế kia. Có nghĩa là chúng ta luôn tìm cách xóa cái dấu vết. Cái việc xóa dấu vết nó giúp cho chúng ta tự tin hơn, tránh cái trường hợp mà chúng ta cảm thấy này phải tương tác với cái điều mà mình không cảm thấy thoải mái. Thì thực tế luôn là như vậy nhá. Và thường là mọi người hay lựa chọn cái cách là tập luyện trong bí mật và giải quyết các vấn đề của mình trong bí mật. Và càng giữ kín thông tin của khách hàng bao nhiêu thì có nghĩa là càng tôn trọng khách hàng bấy nhiêu. Duy trì nhá. Và hầu hết tất cả các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản nữ, sức khỏe sinh sản nam giới, sức khỏe sinh lý nam nữ, đều hầu hết các bạn sử dụng dịch vụ, hầu hết đều trong bí mật. Rất ít người, rất ít và rất hiếm nhá, là những người rất là mở sống rất là tây, có vấn đề đến bệnh viện gặp bác sĩ, có vấn đề gặp chuyên gia được tư vấn. Hầu hết là các bạn đã có vấn đề rồi mới đi gặp bác sĩ. Thế thực ra để đến khi có vấn đề rồi đấy thì nó đã có cái tên của bệnh rồi, đổi bên. Có nghĩa là vấn đề của chúng ta đã có tên rồi, chứ không phải là nó chưa hình thành tên, giống như ung thư đấy. Nó mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4, 5, 6, 7 đúng không? Thì các mức độ đó nó chưa có tên, mà nó chỉ gọi là có vấn đề thôi. Nhưng để đến khi mà thành tên của bệnh thật sự rồi đấy thì có nghĩa là chúng ta chỉ có gặp bác sĩ thôi. Và rất tiếc ở chỗ là hầu hết tất cả các vấn đề chúng ta đều xử lý được từ trước nhé. Chỉ cần các bạn biết được cái triệu chứng, nguyên nhân triệu chứng và các mức độ thì chúng ta biết được mình ở cái mức độ nào rồi, đúng không? Thì từ đó làm sao chúng ta xử lý nó vô cùng dễ luôn, dễ lắm đấy, dễ cực kỳ luôn. Các bạn hình dung đơn giản này, giả thiết chúng ta bị tiểu đường là mức độ nặng nhất, là ung thư tụy, đúng không? Ung thư tụy rồi mới đi gặp bác sĩ thì thôi rồi, xong, toang, đúng không? Nhưng mức độ nhẹ nhất là chỉ là đường trong máu cao thôi. Hoặc các bạn bị to bụng, có nghĩa là gầy mỡ đấy. Rất nhiều người gầy nhá, nhưng mà bụng vẫn rất là to, mặc dù tiểu đường. Thì cái trường hợp gầy mỡ đấy có nghĩa là mỡ nội tạng cao, men gan cao, đường trong máu cao, chỉ là do chúng ta ăn uống không cân bằng dinh dưỡng thôi. Và dẫn tới điều đó thì cũng cái vấn đề sinh lý cũng vậy, sinh sản cũng vậy. Khi có tên bệnh rồi thì chúng ta phải tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Tiếp tục xoay người sang trái này, đè ngang nhá, đè ngang này, các bạn nhào người về trước nhá, đưa cái cùi chỏ tay sâu dưới này dựng lên, đỡ ở dưới đùi, đúng rồi, gập đầu xuống, đỡ xuống phía dưới mông đùi của chúng ta đấy, gập sâu người xuống càng đau càng tốt. Kê cái cùi chỏ vào dưới đùi này, đúng không? Nằm xuống. Kim Toàn lấy một ví dụ nhé. Giả thiết có một anh ấy bị rối loạn cường dương, có nghĩa là đang yêu thì đùng cái nó lại dẻo oặt trong cái, đúng không? Và rất khó có thể gọi là khởi động lại từ đầu, thậm chí là bất lực luôn. Thì hầu hết mọi người đều chỉ nghĩ ngay tới cái việc là tại sao lại như vậy? Uống cái thuốc gì đó, ăn cái gì đó để nó xử lý vấn đề đó.
mọi người không nghĩ rằng là nó có một loạt các cái bệnh nền ở phía sau. Bệnh nền đấy có thể là bệnh tâm lý, cũng có thể là bệnh cơ thể vật lý. Thì hầu hết những người trong những cái năm làm việc, Kim Toàn quan sát và làm việc đấy, thì Kim Toàn biết rằng là hầu hết những người bị cái tình trạng đó, đại đa số là do gút nhẹ, có nghĩa là bị gút, hoặc thừa axit uric rất là nhiều. Các bạn ăn uống nhiều làm sao? Nhiều các đạm động vật và đạm thực vật, nhiều hơn mức bình thường. Thành ra cơ thể của các bạn bị nhiễm độc rất là nặng. Nó dẫn tới toàn bộ hệ thống mạch máu của chúng ta đấy, nó bị tắc. Thì các bạn hình dung đơn giản này, cái bộ phận sinh dục của nam giới nó là giống như là một cái bình chứa. Nếu như mà chúng ta chứa được một nít máu ở đó thì cái bình nó sẽ căng lên, căng như quả bóng bay đấy. Nhưng một nát nữa thì cái năng lượng ở trong cái bình đó, chúng ta không phải chứa nước không nhá, mà chúng ta chứa cái năng lượng ở trong cái vũng nước đó. Một lát nữa chúng ta làm việc, chúng ta vận động thì cái năng lượng ở đó nó phải hết đi chứ. Và khi nó hết đi, đổi bên thì cần phải liên tục có nguồn năng lượng mới đưa vào thay thế, và nguồn năng lượng cũ là phải thải ra ngoài. Tuy nhiên những người mà bị gút ấy, thì cái lượng máu đưa vào nó lại không đưa vào những cái chỗ đấy, nó lại đưa vào chỗ khác. Ví dụ nó chuyển ra cơ bắp, chuyển vào các cái ổ khớp. Tại vì ưu tiên số 1 là chính là sửa chữa những cái tổn thương của cơ thể. Cơ thể của mình rất là thông minh. Khi các bạn bị những cái bệnh nền ấy, thì tự động năng lượng nó tập trung vào những cái bệnh nền là chính. Và thực tế chứng minh là những người bị ung thư đúng không, thì cơ thể rất thông minh lại trở thành dại. Khi cơ thể của chúng ta bị ung thư ở chỗ nào đó mà các bạn càng ăn nhiều chất bổ dưỡng vào bao nhiêu, thì cái quá trình tăng nặng cái bệnh ung thư càng lớn và nhanh bấy nhiêu đúng không ạ? Bằng chứng đó chứng minh là điều gì ạ? Khi cơ thể chúng ta tổn thương thì mặc định toàn bộ cơ thể nó sẽ ưu tiên cái gì cần thiết trước. Nó sẽ dồn năng lực vào đó, năng lượng vào đó để sửa chữa và lành. Và tất cả những thứ không cần thiết lắm nó sẽ cắt dần đi. Và hầu hết nam giới mà có vấn đề liên quan đến thừa axit uric này, gút này, tiểu đường này, mỡ máu này, gan nhiễm mỡ này, rồi hoặc các vấn đề liên quan đến thần kinh, căng thẳng stress, thì tự động nguồn năng lượng nó sẽ giải phóng ra phía ngoài cơ thể để tập trung vào những cái việc khác, ra ngoài cái bộ phận sinh dục ấy, tập trung vào những cái việc khác thứ tự ưu tiên. Tại vì chúng ta không quan hệ tình dục cũng chẳng chết được người, đúng không? Cùng lắm chỉ mệt mỏi căng thẳng một chút thôi. Thì ngược lại với cái điều đấy, song song với điều đó là nữ giới cũng vậy nhá. Khi mà các bạn bị sa tử cung rồi thì có nghĩa là các bạn đang bị rất nhiều các vấn đề khác liên quan. Có thể là toàn bộ cơ thể của các bạn bị xuống cấp. Rồi nhổm dậy, hai tay chống vào đầu gối nào. Rất là đơn giản nào. Thả vai của mình xuống, tụt vai xuống. Thì chúng ta đang mắc phải các cái vấn đề khác. Có thể là đau lưng này, cũng có thể là thận yếu này. Rất nhiều trường hợp nữ giới là khi mà các bạn bị sa tử cung ở mức độ nhẹ đấy, là các bạn không kiểm soát được cái cơn buồn mót, có nghĩa là đi tè đấy. Và cái trường hợp này xảy ra rất là nhiều người, nhiều ở người lớn tuổi nhá, đặc biệt là tầm khoảng 60 tuổi trở lên. Thi thoảng cứ cười gái thôi, xón tè ra một tí, đúng không? Và người lớn cũng vậy, người trẻ cũng vậy. Cái tình trạng này thì ở nhiều người cao tuổi thôi. Còn người trẻ mà sinh nở nhiều mà các bạn không tập luyện thể dục thể thao đấy, thì vốn dĩ nó cũng bị như vậy nhá. Chỉ là các bạn không phát hiện nữa thôi. Các cụ có câu là dám ai vừa mũi người đấy đúng không? Mình khai mình làm sao biết mình khai được? Mình hôi mình làm sao biết mình hôi được? Người khác người ta mới biết chứ. Họ thấp người xuống. Có điều cái nhạy cảm ở đây là người khác người ta nói mình thì mình lại tổn thương, mình lại dỗi, nghe không? Dỗi. Mình có khi lại còn ghét họ nữa cơ. Tại vì họ không có chuyên môn, thành ra họ nói những cái điều đấy là họ không ở cái vị thế đó. Họ nói như vậy là vô tình làm tổn thương đến mình đúng không? Rồi duy trì nhá. Thì đối với nữ giới là như vậy. Trong trường hợp các bạn không ăn đủ cái lượng đạm cần thiết này, đúng không ạ? Và các bạn không tập luyện gì cả, có nghĩa là sai rất là nhiều nhá. Thì tự động cái điều gì xảy ra? Tự động nhá, cơ thể của các bạn nó sẽ lấy toàn bộ những cái nguồn năng lượng các bạn ăn vào hàng ngày đấy, ưu tiên số 1 cho những cái gì cần thiết hơn. Còn cái việc mà cái cổ tử cung của chúng ta nó nổi hẳn ra ngoài thì nó cũng chẳng chết được người. Nó chỉ viêm nhiễm một chút thôi, nó chỉ mất vệ sinh, nó trông nó hơi kinh, hơi khiếp một chút thôi, đúng không? Nó chỉ làm rối loạn cái chu kỳ của mình lên thôi. Có nghĩa là không ảnh hưởng gì tới cái tuổi thọ của mình, mà chỉ ảnh hưởng tới chất lượng sức khỏe của mình thôi. Nào, ngồi thấp xuống, càng căng càng tốt. Trong trường hợp đau quá thì các bạn có thể thu gọn chân của mình lại nhé. Duy trì nhé. Căng, chắc, chặt chẽ. Căng, chắc, chặt chẽ. Duy trì. Có tới hơn 10
70% dân số toàn bộ Việt Nam là có tên bệnh sa tử cung, có nghĩa là nó đẩy hẳn ra ngoài cửa mình. Và một lượng rất là lớn, thực sự cực kỳ lớn luôn ấy, là ở các cái mức độ 1, 2 hoặc 3. Có nghĩa là cái cổ tử cung của bạn trôi dần ra phía ngoài một vài cm. Trôi dần đây không phải ra hẳn ngoài cửa mình nhá, mà nó xô dịch khỏi cái vị trí của nó khoảng một vài cm. Và hầu hết chúng ta đều không biết, đây là giả thiết này, một động tác tư thế như này. Các bạn có thể soi cái gương ở phía dưới, thế cửa mình nó mở mình ra đúng không? Và nếu như mình nhìn thấy cái cổ tử cung nó gần với cái cửa mình của mình nhiều quá thì có nghĩa là mình đang có vấn đề đấy. Và tất cả những bài tập mà Kim Toàn chia sẻ với các bạn đây này, không chỉ giúp các bạn làm sao xử lý được toàn bộ các vấn đề liên quan đến sinh sản, sinh lý của mình, mà còn giúp các bạn soạc dẻo hơn rất là nhiều lần nhá. Chính vì vậy càng đau là càng có lợi. Còn nếu như ai đó bảo ui sổ hồi đau không chịu được, thế thì không sao cả. Sức khỏe của các bạn chỉ ở cái ngưỡng bình thường thôi, và chất lượng sức khỏe cũng chỉ ở ngưỡng bình thường thôi. Tuy nhiên đúng là có rất nhiều người cả đời không bao giờ được sử dụng cái sức khỏe của mình vào cái việc nào đó, thành ra các bạn không trải nghiệm được, không cảm nhận được. Còn có nhiều người đời sống tinh thần, đời sống tình cảm của họ phong phú lắm, họ rất là khỏe mạnh, thành ra họ mới có cái cơ hội trải nghiệm những cái luồng sức khỏe khác ở tầng cao mới. Cũng giống như đi du lịch đấy, có người thì chỉ thích ở nhà nấu cơm ăn thôi, nhưng có người thích nấu cơm ở nhà, làm đồ ăn xong rồi đi ra biển ngồi ở bãi biển. Nhưng có người thì lại không thích, lại thích vào nhà hàng ăn. Nhưng có người thích vào vỉa hè, có người thì thích vào khách sạn, đúng không? Có người thì không thích đi gần, mà lại có những người thích đi xa. Có nghĩa là càng có nhiều trải nghiệm đặc biệt bao nhiêu thì chúng ta càng cảm nhận được những cái nhiều cái cung bậc cảm xúc bấy nhiêu nhá. Nhổm dậy, tiếp tục phải chống hai tay của mình xuống. Chúng ta sẽ bắt đầu tư thế xoạc ngang nhá, đẩy ra nhá. Được đến đâu hay đến đó. Trong trường hợp đau quá thì các bạn cứ giữ lại ở cái ngưỡng này thôi. Đó. Không quan trọng là chúng ta xoạc được theo ai, mà quan trọng là chúng ta xoạc được bao nhiêu. Cái sự đo lường này nó phụ thuộc vào chúng ta nhé. Ở trong cái khớp háng của chúng ta đấy, các bạn hình dung là giống như cái đùi gà mà chúng ta cắt khứa cái đùi con gà đấy. Nó có một đoạn cơ màu trắng trắng đúng không? Đấy chính là đầu cơ gân đấy. Thì cái đầu cơ đầu gân đó ở háng của chúng ta gọi là cơ lược. Nó ở trong cái khớp háng chúng ta có thể sờ thấy ngay là nó rất là cứng, đúng không? Rất là cứng ở sát háng đấy, đó, cứng đơ đấy, bên ngoài thịt mềm đúng không, sờ trong nó rắn cấp, cứng đơ đấy, và càng kéo thì càng đau, đúng không? Cái đầu cơ này nếu như các bạn kéo giãn được quá 30%, giả thiết bây giờ nó dài là 10 cm, mà chúng ta kéo giãn ra được 13 cm, và khi chúng ta kéo giãn ra được 13 cm thì không bao giờ nó co lại, nó có công thức khoa học như vậy rồi. Như các bạn nhìn trên toàn nhàm nhé, các bạn cứ giữ nguyên như vậy thôi nhá. Khi mà giãn quá 30% tổng cái chiều dài của sợi cơ đó thì không bao giờ nó co lại nữa, có nghĩa là xứng đáng để chúng ta đánh đổi, đúng không? Đây cũng là một cái trải nghiệm nâng cấp sức khỏe rất nhiều người không bao giờ với được tới. Tại vì các bạn hình dung này, để có được một cái điều gì đó tốt thì mình phải trả giá, chắc chắn là phải trả giá rồi. Các bạn muốn nhận một cái điều gì đó tốt thì phải trả một cái giá tương xứng, chứ không có chuyện là chúng ta có thể bỏ ra một vài chục triệu hoặc ngoài vài trăm triệu là có thể tự động kéo giãn được cái cơ lược này ra luôn nhé. Tự động nâng cấp sức khỏe sinh lý sinh sản của mình lên những cái tầm cao mới là không hề có nhé. Chúng ta chỉ sử dụng những cái dịch vụ mua và sở hữu thì rất là dễ. Mua, ví dụ các bạn mua cái điện thoại iPhone khoảng 30-40 triệu, chúng ta sở hữu luôn được cái điện thoại đó. Chúng ta đi du lịch đâu đó, mua một món đồ gì đó chúng ta sở hữu được ngay. Nhưng ở đây là chúng ta phải bỏ tiền và bỏ công sức để đánh đổi. Thì bản thân Kim Toàn cũng vậy thôi. Duy trì nhá. Càng căng càng chắc càng tốt, càng chặt chẽ thì càng tốt. Không quan trọng là tập được bao nhiêu, quan trọng là các bạn giữ được bao nhiêu thời gian. Rất nhiều người bảo rằng là tôi khổ lắm, tôi vất vả lắm, tôi không sợ cái gì hết. Nhiều người nói với Kim Toàn như vậy đấy. Tôi không sợ cái gì hết, không kinh cái gì cả. Nhưng mà khi tập như này đau quá kinh, thì có nghĩa là làm sao? Vẫn chỉ là chém gió, đúng không? Kêu khổ như thế mà có một chút nỗi đau da thịt mà không chịu được, đúng không? Thì lấy đâu ra có sức khỏe ở cái tầm cao mới hơn. Tất cả mọi điều mình nói nó chỉ là ở cái góc cạnh ngành dọc của mình thôi. Ví dụ như mình cũng chịu khó chăm chỉ làm việc đấy, nhưng mà làm thêm được một tiếng nữa thì chắc nguột xịt luôn, đúng không? Cũng chịu khó chịu được áp lực đấy, nhưng chắc thì thêm một chút nữa là xịt luôn. Hoặc là các bạn giỏi chịu áp lực rất là tốt, áp lực về tâm lý rất là tốt, nhưng không có đủ năng lực chịu được áp lực về vật lý như này, cơ thể vật lý, đúng không? Đau lú người luôn, đau nú não luôn đấy. Nếu như không xoạc được đấy thì chắc chắn là cũng chỉ xem như người bình thường thôi. Sức khỏe sinh sản sinh lý chỉ cũng chỉ ở ngưỡng đó thôi. Có muốn không?
muốn thì phải làm thôi. Có rất nhiều người bảo muốn nhưng không bao giờ làm được, đau quá không chịu được. Cái dây thần kinh điều khiển toàn bộ chân của chúng ta đấy, nó to bằng ngón chân cái cả. Các bạn hình dung, cứ tưởng tượng rằng là cái dây thần kinh gì nó to cả bằng ngón chân này, đúng không? Người ta gọi là dây thần kinh hông, có nghĩa điều khiển toàn bộ phần thân dưới của chúng ta đấy, nó to đúng bằng ngón chân cái luôn. Nó nhiều như vậy thì nó mới có thể làm sao. Tại vì cái bộ phận sinh dục của chúng ta nó rất nhiều các cái cảm xúc khác nhau. Khi các bạn tác động vào nó, có thể là từ cảm xúc, cũng có thể là từ suy nghĩ, cũng có thể là tác động vật lý. Các bạn có cảm nhận thấy rằng có những cái cảm xúc mà nó mãnh liệt, nó mạnh. Mãnh liệt, mạnh và nhớ đâu. Hầu hết là hơn tất cả những cái loại cảm xúc khác. Rồi chống tay nhổm dậy nhá. Rồi, tiếp tục. Ngồi xuống này, đè cổ chân. Rất đơn giản đúng không? Ngồi khép chặt hoàn toàn lên hai gót chân. Chúng ta nghe rất là nhiều cái câu mà các cụ hay nói này. Cũng tùy từng vùng miền, có vùng miền thì không nói. Chân cứng đá mềm. Mọi người nghĩ ngay đến chân cứng là chân cứng rồi. Đá mềm thì chắc là co chân đá ai đó thì nó mềm thôi. Chân cứng quá đá người ta không đau, đúng rồi. Thì suy ra chân dẻo đá đau nữa. Nhưng đá ở đây không phải là đá, co chân đá, mà là dùng cái khác để đá. Nếu có các cụ nói là một cách ẩn dụ nhé, thì có nghĩa là chân của các bạn càng mềm dẻo bao nhiêu, càng khỏe bao nhiêu, thì năng lượng giới của các bạn càng lớn bấy nhiêu. Và thực tế chứng minh là đúng là như vậy nhé. Tất cả những người mà có đôi chân thon dài, đùi cong, mông cong, bụng dưới phẳng, bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận thấy cái sức khỏe sinh lý sinh sản của họ rất là tốt. Thậm chí mình nhìn mình cũng đã cảm thấy cái điều đó rồi, chứ không phải là phải trực tiếp nhìn hoặc sờ nhé, mà chỉ cần cảm nhận thấy thông qua cái lớp quần áo thôi. Hoặc là thậm chí những người nhạy cảm còn ngửi thấy cái mùi sức khỏe của họ. Thì các bạn hình dung là sức khỏe của chúng ta, sức khỏe sinh sản, sinh lý của chúng ta hầu hết đều được thông qua mắt. Thông qua cái gì? Thông qua mắt thì chúng ta có thể nhìn thấy được điều đó nhé. Và đặc biệt là nam giới, bảo sao bảo nam giới họ yêu bằng mắt. Tại vì họ nhìn cái sức khỏe đó nó hấp dẫn họ, đúng không? Và nữ giới muốn hấp dẫn họ, muốn có sức khỏe thì buộc phải tập thôi. Và nam giới cũng vậy. Tránh cái trường hợp là chúng ta để cái chân của chúng ta nó bị teo và nhỏ đi theo thời gian. Và thực tế chứng minh là như vậy. Cứ mỗi một thập kỷ chúng ta sẽ mất đi tầm khoảng gần 10% lượng cơ bắp trên người, bao gồm cả thịt nạc, cơ nội tạng và cơ ngoại tạng. Và dần dần thì hai bên mông của các bạn sẽ tóp lại, chân thì bé đi và mông thì sẽ chéo xuống phía dưới, có nghĩa là nó sẹ xuống phía dưới. Thế làm gì còn cái gì trên người nữa, đúng không? Tất cả mọi thứ nó cứ dần dần mỗi ngày nó trôi ra dần khỏi cơ thể của chúng ta. Trong cơ thể thì cơ quan nội tạng sẽ sổ ra ngoài, sẽ trôi dần xuống phía dưới. Tại vì không có cái gì nâng đỡ cả, đúng không? Các cái nhóm cơ trong đấy rất là yếu. Chúng ta chỉ là tập trung vào việc là xoa cái gương mặt của mình thôi. Bỏ rất là nhiều tiền vào đắp lên cái gương mặt, bỏ rất nhiều kinh phí vào đắp lên cái body của mình, đúng không? Thậm chí là lãng phí nguồn lực. Trong khi đó có những cái nguồn lực thực sự là chúng ta có thể xử lý được rất là dễ và đơn giản, chúng ta không tập trung nhá. Rồi tay chống về sau này, bông cái gối của mình lên, giống động tác của bài trước đấy. Đến ngày hôm nay thì rất là đau đấy. Các bạn có nhìn cái gối nó bông lên khỏi thảm không? Có nghĩa là chúng ta đè rất là nhiều vào cổ chân, mu bàn chân. Và những ai cổ chân càng khỏe, càng dẻo và càng điều khiển được cái cổ chân của chúng ta là mềm như cái cổ tay đấy, thì điều gì xảy ra nhỉ? Các bạn có thể nhìn thấy ngay rằng là toàn bộ phần thân trên của họ rất là khỏe và thân dưới cũng vậy. Bằng chứng chứng minh là những cầu thủ bóng đá này, đúng không? Những vận động viên đình kinh này, những người chơi những cái môn như là tennis, golf, các bạn thấy rằng là họ di chuyển với cái tốc độ cao trong cái quãng đường ngắn hoặc là dài, thì đôi chân của họ cực kỳ khỏe mạnh nhé, kể cả nam giới hay nữ giới, trông rất là sống động. Chỗ cần cong thì cong, chỗ cần phẳng thì phẳng, chỗ cần gồ ghề thì gồ ghề, đúng không? Chứ không phải nó cứ thường thường như người bình thường nhé. Mình mặc quần áo vào nó co nó duỗi thì trông ổn ổn, nhưng khi mình mặc quần đùi đấy hoặc quần chip ấy, thì tự động mình cảm thấy ngay là mình không khỏe ở chỗ nào. Duy trì nhé. Và sức khỏe của chúng ta đấy, đặc biệt là sức khỏe sinh lý, nó chiếm đến tầm 80-90% tổng cái lượng sức khỏe trên toàn bộ cơ thể của chúng ta. Có nghĩa là các bạn càng khỏe mạnh về sức khỏe sinh lý sinh sản, thì toàn bộ các cái nguồn sức khỏe khác của các bạn sẽ được đẩy lên theo. Tại vì sao Kim Toàn lại nói như vậy? Tại vì trong yoga có một cái luân xa thứ nhất, gọi là luân xa gốc, hay còn gọi là luân xa 1. Luân xa này là luân xa tạo ra nguồn năng lượng cho tất cả các luân xa khác. Các bạn hình dung đơn giản này,
Nếu như có một người nào đó đấy mà người ta yếu về sức khỏe sinh lý sinh sản, các bạn có cảm giác thấy rằng cái mặt của người ta trông nó hơi tồ tồ và dại dại không? Thậm chí ngay tại cái thời điểm trước họ rất là khỏe mạnh nhá. Rồi, nhổm dậy. Tiếp tục này. Xoay người sang bên trái. Rồi tê dần cái cổ chân đúng không? Kéo ngửa cái cổ chân vào lòng. Kéo xuống, duỗi xuống. Có thể là thời điểm trước họ rất là khỏe mạnh với sức khỏe sinh lý sinh sản. Kim Toàn lấy một cái ví dụ thế thôi nhé. Giả thiết năm đó họ 35 tuổi, họ rất là khỏe, sức khỏe sinh lý sinh sản. Nhưng đến tầm tự nhiên là 36-37 tuổi nữa. Tạm thời không biết nguyên nhân lý do gì vì cái gì. Tự động sức khỏe sinh lý sinh sản của họ trở vào cái trạng thái có nghĩa là giảm đến tầm 8-90%. Nó không được 50% như ban đầu nữa mà chỉ được khoảng 8-90%, có nên mất đi khoảng 8-90%. Các bạn có cảm nhận thấy rằng cái sức khỏe về tinh thần và thể chất của họ xuống theo đồng bộ không? Đặc biệt là tâm lý nhé. Nếu như các bạn không sử dụng cái sức khỏe của mình, sức khỏe sinh lý của mình vào cái việc là giữ cái kết nối, giữ cái sự kết nối với cái xã hội xung quanh mình, ví dụ kết nối với vợ chồng, kết nối với gia đình, kết nối với gì đó, chúng ta không có cơ hội sử dụng cái sức khỏe của mình để kết nối thì chúng ta thấy nó bình thường, chả sao cả, cũng không cần lắm. Ví dụ như người cao tuổi đấy, người ta cũng chẳng cần dùng sức khỏe sinh lý sinh sản để kết nối với người yêu, chồng của mình, vợ của mình làm cái gì nữa cả. Thành ra họ thấy không cần thiết. Nhưng ở cái độ tuổi của chúng ta, đang ở cái độ tuổi, nhất là ở độ tuổi tầm khoảng 2-3 năm cho đến tầm khoảng 50 đổ lại, thì các bạn cần rất nhiều cái loại sức khỏe này. Nó không chỉ giúp các bạn khỏe mạnh, kéo dài cái tuổi thọ, tuổi thanh xuân của mình, mà còn giúp chúng ta rất nhiều việc trong cuộc sống này. Chính vì vậy càng khỏe thì càng tốt, chứ không phải là hỏng thì thôi nhá, không cần sửa chữa. Một loạt các vấn đề kèm theo nó sẽ kéo xuống rất là nhanh, và các bạn lão hóa cực kỳ nhanh, đặc biệt là đối với nữ giới. Nam giới giả thiết như tốc độ lão hóa của hai người đều có một vấn đề giống nhau, là sức khỏe sinh lý sinh sản của chúng ta bị xuống cấp khoảng 80%, nữ giới với nam giới nhé. Thì nam giới suy sụp khoảng tầm 60-70% tất cả các loại sức khỏe cùng một thời điểm, nhưng có lẽ nữ giới thì xuống nhanh hơn rất là nhiều, có lẽ phải đến 80-90%, tại vì nữ giới còn rất nhiều liên quan đến tới sắc da của mình, thần thái của mình, tóc của mình, móng, đúng không? Và toàn bộ các cơ quan nội ngoại tạng của mình cần rất nhiều cái sức khỏe sinh lý. Và thực tế chứng minh là phụ nữ mà mất kinh hoặc cái chu kỳ kinh của mình không ổn định, không đều đấy, một loạt các vấn đề nó xảy ra. Tai mũi họng trong ngoài cơ thể, ruột gan phèo phổi nó lung tung sbeng lên, không biết đâu một lần cả. Có đầu óc chúng ta nó loạn xạ lên, nó cảm giác như là nó mất kiểm soát. Chúng ta không phải là chúng ta nữa, mà là cơ thể của chúng ta nó giống như là các bạn đổ thóc với cả gạo với các loại hạt vào nhau, các bạn xóc đều lên đấy, sau đó nhặt ra từng thứ một, nó khó khăn và nó rối rắm vô cùng luôn. Từ từ buông lỏng, nhổm dậy, úp cái lòng bàn chân của mình xuống dưới này, úp chặt xuống, tay đưa xa về sau, thế căng người nhá, rồi đẩy lên, cố gắng úp lòng bàn chân xuống này. Nếu như các bạn chưa úp được lòng bàn chân xuống đấy thì cứ tập đi tập lại từ nãy đến giờ nhé, tập rất nhiều lần, đến khi nào úp được hoàn toàn lòng bàn chân của mình xuống thì các bạn mới có cơ hội kích hoạt toàn bộ cơ mông, cơ lưng, và đặc biệt là quả thận của các bạn mới có cơ hội làm việc. Đối với nữ giới đấy thì quả thận rất là quan trọng, lát nữa Kim Toàn sẽ chia sẻ sâu một chút xíu. Nào, úp thật chặt cái lòng bàn chân của mình xuống. Nếu như chưa thể úp được lòng bàn chân của mình xuống thì đây chính là một động tác có cái sự đo lường. Sức khỏe sinh lý của các bạn chỉ đạt tầm khoảng 60-70% so với những gì các bạn đang có. Có nghĩa là sức khỏe của các bạn đang ngủ quên trong người khoảng 30-40%. Có điều là mình không kích hoạt nó lên thì nó ngủ quên thôi. Nào, úp chặt lòng bàn chân xuống. Có thể là do các bạn đang gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, có thể là đang sa tử cung, cũng có thể là đang chưa kích hoạt được nó lên. Có rất nhiều nguyên nhân nhá, và đại đa số mọi người đều như vậy. Kim Toàn đang chia sẻ trên một vị thế là một chuyên gia và đồng thời là một người tiêu dùng thông minh. Để làm ra những chuyên đề như này đấy, là Kim Toàn phải tiết kiểm tra rất là nhiều năm. Tại vì không, Kim Toàn không phải là người kinh doanh cái lĩnh vực thể thao, chuyên về kinh doanh thể thao nhé, mà là giảng dạy giáo dục thể thao. Chính vì vậy làm ra là phải chuẩn, hạ xuống. Tránh cái trường hợp là làm hỏng rồi thì sẽ không bao giờ có cơ hội làm lại nữa. Thu chân, vặn người. Duy trì căng chắc chặt chẽ. Thường tất cả chúng ta đấy đang có rất nhiều sức khỏe ngủ quên trong cơ thể, chỉ có điều là không ai nói cho chúng ta biết thôi. Như các buổi trước Kim Toàn chia sẻ rất là nhiều đúng không? Chúng ta có tới 5 loại sức khỏe: sức nhanh, sức mạnh, sức bền, độ dẻo dai và sự linh hoạt.
Chúng ta có rất nhiều loại sắc đẹp. Sắc đẹp về thể chất, sắc đẹp về cảm xúc, đúng không? Hầu hết mọi người bây giờ chỉ tập trung vào việc là sắc đẹp về cái hình thể phía ngoài thôi. Còn đẹp về cảm xúc thì tiền không có thì đừng có tinh vi, đúng không? Người ta nói là bần cùng thì sinh đạo tặc, đúng không? Không có tiền thì chả có chuyện chỉ nói chuyện đạo lý gì đây, nó mất thời gian. Hầu hết mọi người đều hướng tới là sức khỏe về vật lý phía ngoài. Rất ít người tìm kiếm tới sức khỏe tâm lý ở phía trong cơ thể của mình. Và càng ít người hơn nữa là đẹp được thông qua cái chuyên môn của mình. Có rất nhiều người, các bạn có thể thấy ngay rằng là có rất nhiều người nhá. Kim Toàn lấy ví dụ là cái ông Lê Thẩm Dương đấy, đúng không? Xấu trai ơi là xấu trai. Nhưng Kim Toàn có thể khẳng định là không ai khen ông xấu trai đâu, hay là chê ông xấu trai đâu, đúng không? Mình cảm nhận cái sắc đẹp của họ thông qua cái kiến thức và cái trí tuệ của họ. Đôi khi mình thấy ngưỡng mộ họ đấy. Thì bản thân chúng ta cũng mong muốn tìm kiếm những cái loại sức khỏe đó, thì chúng ta mới thích những con người như vậy, đúng không? Ví dụ như các bạn muốn đẹp về hình thể, thì các bạn nhìn thấy người đẹp về hình thể, các bạn có muốn không? Mong muốn và khao khát, đúng không? Chúng ta còn có cảm giác như muốn xin cái sức khỏe của họ một chút, tại vì chúng ta thiếu mà. Xin một chút cho mình khỏe lên, đúng không? Thì sức khỏe về tâm lý cũng vậy. Chúng ta phải chơi với những người mà tốt một chút, những người tử tế một chút, ở gần họ thì kiểu gì mình chả làm sao ạ, chả thơm đây một chút. Đổi bên. Và khi còn trẻ chúng ta đi học thì cũng vậy. Trẻ con rất thích chơi với những bạn học giỏi, đúng không? Cho dù bạn đó có xấu gái hoặc xấu trai cũng vậy. Và chúng ta cũng rất quý những người bạn như vậy. Lý do tại sao ạ? Ai mà chả thích có những cái loại sắc đẹp như vậy. Và hầu hết những cái loại đó nó ngủ quên trong cơ thể chúng ta, là do chúng ta không tìm được những người thầy, hoặc không có cơ hội tiếp cận những cái loại sức khỏe đó. Thành ra chúng ta để nó làm sao, mỗi ngày nó ngủ nâu một tí, nó ngủ nâu quá, nó nguột. Và rồi chúng ta quên tịt luôn. Thời gian mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút. Cái việc mà các bạn tập luyện cùng với Kim Toàn ấy, Kim Toàn đã có trách nhiệm kích thích, kích động, kích hoạt tất cả những cái loại sức khỏe đó, giúp các bạn làm sao khỏe mạnh hơn, bùng nổ hơn, năng lượng hơn. Chỉ cần cứ tập theo hàng ngày thôi, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút. Đừng có quan tâm tới việc sọc ngang sọc dọc giỏi làm cái gì cả. Chẳng mấy ai hỏi cái câu cuối cùng là sọc ngang sọc dọc giỏi để làm cái gì. Phải trả lời được điều đó. Cũng giống như rất nhiều người đấy, tôi cần tiền. Nhưng sẽ hỏi là cần tiền để làm gì, thì hầu hết mọi người đều trả lời khá là chung chung. Để tiêu, để mua cái này, mua cái nọ, mua cái kia. Nếu mà hỏi tiếp sau khi mua đủ rồi thì sao, thì người ta lại trả lời cũng quanh quanh như vậy thôi. Cũng lại mua cái nọ, mua cái kia tiếp thôi. Rất ít người trả lời theo cái kiểu như thế này: tôi cần tiền để tôi giúp người này, giúp người kia. Ví dụ giúp gia đình của mình này bớt nhọc hơn, hoặc là cho bố mẹ mình, hoặc là cho chính bản thân mình, để chữa bệnh cho cơ thể của mình, hoặc là giúp cho mình xinh đẹp hơn. Có nghĩa là không nhiều người sử dụng đồng tiền vào cái mục đích thực sự có mục đích nhá. Còn hầu hết mọi người đều là chung thôi. Đây là Kim Toàn nói chung chung nhá. Còn khi mà có tiền thì con người ta không minh lắm, chứ người ta không chung như vậy đâu. Nào buông lỏng, xoay lại. Thế cái bàn nào, hai chân mở rộng bằng vai, tay đưa xa về sau, cố gắng hai tay cao bằng nhau nhé. Các bạn có thể liếc mắt để nhìn, tránh trường hợp tay trên tay dưới. Rồi, du mông về trước này, chạm mông xuống sàn thấy đau rát ở vai đúng không? Chúng ta kích hoạt một chút xíu cái cơ vai để có thể đẩy cao hết cỡ. Đối với nữ giới đấy, cái quả thận của các bạn là các bạn có hai quả thận đúng không? Nhưng hai quả thận của nữ giới chỉ khỏe bằng một quả thận của nam giới. Lý do tại sao lại vậy? Tại vì trời ban cho nam giới hai cái quả thận khỏe bằng bốn quả thận của nữ giới, để giúp họ làm sao đỡ khấu hao sức khỏe và cơ thể nhiều hơn. Tuy nhiên ấy, hầu hết nam giới không bao giờ có cơ hội sử dụng hết sức khỏe của một quả thận, mà đại đa số các bạn đều làm sao nam có cái cơ hội làm hỏng hai quả thận, chứ không phải ai cũng có cơ hội sử dụng hết sức khỏe của một quả thận nhé. Có là các bạn dư hẳn một quả, chưa bao giờ sử dụng hết công suất của một quả, nhưng các bạn lại có rất nhiều cơ hội làm hỏng cả hai quả. Và thực tế chứng minh là đại đa số nam giới bây giờ đấy, cứ trên dưới 40 đều hỏng hết, đều yếu cực kỳ luôn. Yếu đây không phải là do chúng ta không tập luyện hoặc ăn uống thiếu chất, mà là do làm sao chúng ta ăn uống và tập luyện sai cách. Sai cách mà. Còn hỏi ra cách, có bao giờ các bạn hỏi ra là thế tập như thế nào, ăn như thế nào là đúng? Toàn hỏi cơ, Tim Toàn xin lỗi chứ, toàn hỏi đều ấy. Hỏi cái kiểu, chúng gọi là hỏi cho nó, hỏi kiểu sách mé, hỏi kiểu tao, mày giỏi thì mày trả lời cho tao biết đi. Chứ không phải hỏi theo kiểu là cầu thị. Bạn ơi, thế theo bạn như vậy thì tôi làm sai ở chỗ nào, thì bạn có thể chia sẻ giúp tôi cái điều đó không? Hầu hết nam giới Việt Nam là không hỏi như vậy, mà hầu hết là toàn hỏi theo cái kiểu gọi là hất hàm ấy. Thành ra rất là khó có thể chia sẻ cũng như tiếp cận được những kiến thức tốt đến họ.
Nào đẩy lên, thế cái bàn nâng cao lên nhá. Và có đến 80-90% đại đa số luôn ấy, người Việt của chúng ta là sử dụng rượu vào cái việc là nâng cao sức khỏe sinh lý sinh sản của mình lên. Như vừa rồi Kim Toàn chia sẻ đúng không? Giả thiết như cái bộ phận sinh dục của chúng ta đấy, nữ giới hay nam giới cũng giống nhau nhá. Nó cần phải có một ngày, nó cần phải có một nhất định, có một lượng máu lưu thông tuần hoàn qua lại vào da đúng không? Thì nó giúp cơ thể của các bạn khỏe mạnh hơn, đẩy thật cao lên, càng cao càng tốt, càng cao càng tốt. Càng thấy tức cao lên ở trên lưng của mình ấy, thậm chí tức lên gần đến sát bả vai của mình ấy, tức da thịt ấy, thì có nghĩa là các bạn mới tác động được vào sâu trong cơ thể của mình. Tất cả những động tác ở trong cái chuyên đề này đều tác động vào cơ trơn hết, chứ không phải tác động vào cái cơ bắp thịt lạc của chúng ta đâu nhá. Ít nhất các bạn cũng phải tác động được vào đầu cơ, có nghĩa là gân ấy. Khi gân của các bạn giãn ra thì ổ khớp nó mới giãn, mà ổ khớp nó giãn thì cơ quan nội tạng mới được tham gia vào quá trình vận động. Ví dụ Kim Toàn đẩy rất là cao nhá, đẩy cao như thế này thì toàn bộ các ổ khớp nó mới bung được ra, nó mới giãn được vài các hướng đúng không? Thì cái quả thận mới ngược bẻ, bị bẻ cong lên phía trên thì mới có tác dụng đúng không? Các bạn hình dung là giả thiết quả thận chúng ta muốn thải độc, nhưng do làm sao nó yếu quá, nó không đủ sức khỏe để đẩy những cái độc tố ra phía ngoài. Và bằng chứng là chứng minh những người gầy đấy là hay bị sỏi thận đấy, không đủ năng lượng để đẩy các cái cặn ra ngoài nữa thì làm sao mới bị sỏi thận chứ. Rồi hạ xuống, dưới chân của mình về trước lần này, úp lòng bàn chân xuống nhá. Tiếp tục càng duỗi, đau cổ tay đó, tê dần cổ tay rồi. Duỗi. Có rất nhiều tư thế, rất nhiều động tác cực kỳ giá trị, vô cùng giá trị luôn. Nhưng hầu hết mọi người đều là: ôi, tôi không có thời gian, tôi bận. Nghe có vẻ sang mồm nhỉ. Bận, không có thời gian, có nghĩa là có nhiều việc, tất bật suốt ngày. Thế bây giờ hỏi có tiền không? Bận như vậy vì có nhiều tiền nhé. Lờ đi luôn. Nói có nhiều tiền thì khác gì sợ người ta vay mất đúng không? Lờ đi luôn. Mà không tự tin như vậy thì có nghĩa là không có tiền thôi. Mà còn làm việc thì có nghĩa là còn thiếu tiền. Chứ bây giờ nói thật ra mà nói này, nếu mà có tiền thật sự đấy thì người ta đi ăn đi chơi, làm nó khổ lắm. Chứ làm gì có sung sướng gì đâu. Mình có phải là bác học nghiên cứu cái công trình nọ, công trình gì kia đâu. Dành cả thanh xuân, dành cả sinh mệnh của mình để nghiên cứu cái điều gì đâu. Hầu hết chúng ta chỉ bình thường thôi, người bình thường thôi, đúng không? Mà chúng ta là không biết cách kiếm tiền, không biết cách cân bằng cuộc sống. Thành ra chúng ta là khá là nhọc, khá là vất vả mà vẫn cứ thiếu tiền, vẫn phải làm việc đúng không? Và cái thời gian để chúng ta dành chăm sóc thân thể của mình ấy thì gần như là không có. Sau khi làm nhiều quá mệt, nó chán đấy đúng không? Mệt chán thì phải đi chơi cho nó vui. Vui vui lên rồi thì về lấy sức làm. Nhưng thực ra là đi chơi xong về có khi còn mệt hơn. Nếu như đã thiếu tiền nhá, đi chơi xong về còn tiếc tiền nữa cơ. Lấy đâu ra mà kinh phí để mà vui, đúng không? Cả tháng cả năm rồi mới tiết kiệm được một vài chục, một vài trăm. Hai người gia đình đi, hoặc là ba người gia đình đi một chuyến nước ngoài chơi, về làm sao hết phẳng luôn cả năm luôn. Thì buồn chứ làm gì có chuyện vui. Vui một lúc thì có khi vừa tiêu vừa còn tiết kiệm. Chỉ chủ yếu là lấy ảnh cho up Facebook, nuôi Facebook là chính thôi. Người khác người ta nhìn vào, à dồi ôi bạn đi chơi đây sang trọng nhỉ, lịch sự nhỉ. Nhưng toàn thấy đứng chụp hình ảnh, chứ cứ thấy đứng chụp ăn với tôm hùm, hay là ăn với đông gà đông cảo, hay là chụp với ăn với sâm dung quế phụ gì đâu. Toàn thấy đứng cạnh cái gốc cây hay là cái hình ảnh gì đó để chụp thôi. Chả thấy đứng chụp ở cạnh những cái món ăn ngon xa xỉ bao giờ cả. Làm gì có, chén gió. Rồi từ từ buông lỏng ngồi dậy. Tiếp tục nào, động tác cuối nhá. Đây là một trong những động tác kích hoạt rất nhiều, rất rất nhiều tất cả các nhóm cơ mà các bạn đang có trong người đó. Chúng ta có thể thực hiện nhiều lần hoặc một lần, tùy vào cái thể lực của các bạn. Nào đẩy lên, cố gắng úp lòng bàn chân xuống. Lần thứ hai là các bạn thấy khá là nhàn rồi đó. Rồi, lần này chúng ta cố gắng nhá, siết chặt cả cơ mông, úp thật chặt lòng bàn chân, nâng cao vai của mình lên, duỗi thẳng căng đầu gối. Có nghĩa là càng siết chặt được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Trong trường hợp các bạn thấy cảm thấy nó chưa đủ căng thì mình có thể lùi người về sau một chút cho nó căng hết cỡ. Rồi, nâng cao lên. Rất nhiều người là bất lực ở tư thế này và các bạn cảm thấy rất là đau mỏi, ê ẩm, thậm chí là bứt rứt, khó chịu lắm. Lý do tại sao là do các bạn không dẫn truyền được thần kinh. Các bạn hình dung này, cái dây thần kinh nó điều khiển từ não bộ xuống phía dưới cơ quan sinh dục của chúng ta đúng không? Nhưng do cái dây thần kinh của các bạn nó mất năng lượng, nó không có năng lượng dẫn truyền thần kinh. Thành ra khi sức khỏe của bạn chỉ đạo dưới nhưng cơ thể không làm việc được và nó run rẩy, nó bật, nó bứt rứt, nó mệt mỏi, nó kiểu nó xé toang hoang cái đầu của mình ra.
nó cảm giác như cái đầu của chúng ta không thể tập trung được vào cái việc này. Các bạn hình dung nó không thể tập trung được. Ngay cả cái thời điểm các bạn thấy rằng là Kim Toàn đang tập với các bạn đúng không? Có phải đơn giản đâu, nhưng vẫn phải nói chuyện, vẫn phải chia sẻ ngôn ngữ rất là đều, không thay đổi nhá. Thì cái việc mà các bạn giữ động tác cũng vậy nhá. Lúc giật bịch 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 không? Nó mỏi, nó bứt rứt, nó nhột, nó không hiểu nó là cái thể loại, cái cảm xúc gì cả. Là do chúng ta không dẫn truyền được thần kinh. Có nghĩa là cái đầu của chúng ta đang bất lực điều khiển bộ phận sinh dục một cách có chủ động nhá. Thì thông qua tư thế động tác này các bạn có thể làm được rất nhiều lần, lặp đi lặp lại ngày này tháng ngọn năm kia. Đến khi chúng ta cảm thấy ít bị giật như vậy thì có nghĩa là chúng ta đang khỏe lên ít nhất là từ 3 đến 6 lần đấy. Rồi gập đầu lên, hạ xuống. Rồi. Oan mà, đau dọc đây này. Ai mà thận hơi yếu một tí nhá, đau dọc đúng là hai quả thận luôn. Đúng không ạ? Rất là khó chịu. Rồi duỗi người xuống một chút, thả lỏng cái lưng. Rồi. Kim Toàn sẽ giúp các bạn tổng kết lại toàn bộ kiến thức mà trao đi buổi ngày hôm nay nhá. Các bạn hình dung này, chúng ta có tới 5 loại sức khỏe: sức nhanh, sức mạnh, sức bền, độ dẻo dai và sự linh hoạt. Chúng ta chỉ cần gói gọn trong có 3 loại sắc đẹp thôi nhé. Sắc đẹp thể chất, sắc đẹp cảm xúc và sắc đẹp gì ạ? Cái kiến thức mà chúng ta có đấy, các bạn tu luyện được cái môn gì đó. Ví dụ như Kim Toàn là đẹp thông qua yoga. Ai thích yoga mà chả thích Kim Toàn. Thực tế là như vậy, các bạn cứ tập với Kim Toàn một thời gian là chắc chắn là sẽ thích, là sẽ yêu, sẽ quý đúng không? Và rất nhiều người có những cái chuyên môn giống như họ như vậy, giống như Kim Toàn như vậy đấy. Thì có nghĩa là chúng ta đang để những cái loại sức khỏe, những cái loại sắc đẹp đó ngủ quên trong cơ thể chúng ta. Chỉ có điều là chúng ta không biết kích hoạt nó lên, hoặc chúng ta không biết rằng là nó có tồn tại trong cái cuộc đời này, đúng không? Đa phần nữ giới là nhìn ngay tới cái việc là mình phải xinh đẹp, cái bề ngoài đúng không? Các bạn bỏ quên mất điều rằng là các bạn chăm chỉ, nhiệt tình quá, làm việc này, làm việc kia cho gia đình, nhưng các bạn lại không chăm sóc cái bề ngoài cơ thể của mình, đồng thời không nâng cấp cái kiến thức trong đầu của mình lên. Thì càng ngày các bạn càng xấu đi mà không hề biết gì nhá. Có nghĩa là chúng ta không cân bằng sắc đẹp. Có thể là các bạn rất chăm chỉ, rất chịu khó chăm sóc gia đình con cái đúng không? Nhưng các bạn lại thiếu cái chuyên môn của mình. Thiếu chuyên môn nhá. Chuyên môn của các bạn làm một việc gì? Chả nghĩa cả cuộc đời sống cho sống mấy chục năm trên cái mặt đất này chỉ có mỗi một cái chuyên môn là chăm sóc con cái à? Con cái rồi nó lớn nó cũng sẽ bỏ chúng ta đi thôi. Nhiều lắm là lớp 11, 12 nó cũng chẳng cần chúng ta chăm nữa đâu. Thậm chí chúng ta quan tâm á, nó còn cáu, còn gắt đúng không? Lúc đó thì chúng ta chăm ai? Chẳng còn ai mà chăm cả, đúng không? Thì có nghĩa là các bạn không cân bằng và tự các bạn làm xấu các bạn, đúng không? Thì thông qua cái việc mà Kim Toàn chia sẻ các kiến thức phát triển cá nhân này và những cái động tác giúp các bạn khỏe hơn, đồng thời đánh thức tất cả những loại sức khỏe cũng như sắc đẹp đang ngủ quên trong cơ thể chúng ta nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại ở video hữu ích của lần tiếp theo nhé.